Những ngày qua nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương, việc triển khai quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được các hộ tiểu thương và người dân trên địa bàn phường Trà Phú A chấp hành một cách nghiêm túc. Ngay sau khi triển khai thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố, Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A đã thành lập các tổ hoạt động như ban quản lý các khu phố, tổ chức các đoàn thể chính trị phát thông báo và cho các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bên cạnh đó, phường Châu Phú A thành lập các tổ công tác cơ động tiến hành tuần tra liên tục trên địa bàn phường để nhắc nhở xử lý các trường hợp hộ kinh doanh tổ chức cố tình không chấp hành phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền tiến hành công tác khai báo y tế toàn dân. Theo ghi nhận trên địa bàn phường Châu Phú A, có khoảng 97% cá nhân hộ kinh doanh đóng cửa, còn lại bán theo hình thức mang về. Hiện ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Châu Phú A đang triển khai đến các bộ phận chuyên môn, cán bộ chiến sĩ, ra quân đi từng hộ gõ từng nhà, vận động nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện nghiêm các chỉ thị, văn bản của Trung ương, tỉnh, thành phố về phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo toàn thể đoàn thanh niên tuyên truyền việc đeo khẩu trang, lập các bản tuyên truyền phòng chống dịch. Cùng với đó, tổ kiểm tra liên ngành về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phường Chợ Phú A ra quân chốt chặn, tuần tra xử phạt hành chính theo chỉ thị 16. Quá kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính nhiều trường hợp di chuyển ra đường không có lý do chính đáng, đồng thời cho làm cam kết không tái vi phạm thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống Covid trên địa bàn thành phố Châu Đốc thì ban chỉ đạo phòng chống Covid của phường Châu Phú A đã chỉ đạo các tổ Covid cộng đồng của 11 khóm là tiến hành ra quân nhắc nhở người dân chấp hành các nội dung chỉ thị 16 và đồng thời là tổ Covid cộng đồng và các ban chỉ đạo phòng chống Covid của phường cũng đã khuyến khích người dân là tự giác chấp hành để công tác phòng chống Covid trên địa bàn của phường Châu Phú A và thành phố Châu Đốc nói chung là được thành công và chúng tôi cũng là ra quân là kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp mà vi phạm trong thực hiện chỉ thị 16 với sự quyết liệt đồng lòng của người dân cùng các cấp các ngành phường châu phú a những ngày qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường châu phú a trở nên vắng vẻ các khu ăn uống vui chơi giải trí đã đóng cửa các cửa hàng ăn uống một số ít vẫn duy trì hoạt động theo hình thức bán mang về hoặc bán online và người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết đồng thời chấp hành nghiêm biện pháp 5 k Tuy nhiên tại một số khu vực chợ trên địa bàn phường Châu Phú A vẫn còn tình trạng người dân tấp nập mua bán, không tuân thủ các quy định theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có mặt lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7 tại chợ Châu Thạnh, chợ cá Châu Đốc, tại các gian hàng tuy đã được ban quản lý chợ dăng dây giữ khoảng cách tiếp xúc và thường xuyên nhắc nhở nhưng vẫn còn một số người dân đi chợ chưa chấp hành theo quy định thậm chí còn chạy xe chen chúc vô chợ gây mất trật tự và không đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch lực lượng chức năng đã nhắc nhở ban chỉ đạo phòng chống covid 19 của phường châu phú a là kêu gọi nhân dân trên địa bàn phường phải nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung của chỉ thị 16 của chính phủ như là phải ra đường là phải khi thật sự cần thiết và phải thực hiện 5 k đúng khuyến cáo của bộ y tế để đảm bảo công tác phòng chống covid trên địa bàn phường châu phú a được thành công có thể nói 14 ngày thực hiện nghiêm chỉ thị 16 sẽ là khoảng thời gian quyết định để phường châu phú a nói riêng thành phố châu đốc nói chung và sự đồng lòng chung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tin rằng thành phố châu đốc sẽ sớm chiến thắng đại dịch covid 19 để cuộc sống sinh hoạt của người dân trở lại bình thường